Đây là một cái kỷ niệm đổi xe mà ngoài ý muốn này nha cả nhà. Thì hôm nay là chỉ mang chiếc Camry của mình đi kiểm tra trước khi vào mùa đông để cho mình an toàn á. Nhưng mà cái mang chiếc xe đi kiểm tra cái là đem tới đó cái thì ông lấy chiếc xe của người ta ông chạy về nhà nè mọi người. Họ cho ông mang chiếc xe mới này chạy về nhà cho mình xem mình có thích đổi hay không á cả nhà. Phân vân lắm á cả nhà. Đổi xe gì mà cho suy nghĩ à, trong vòng một nốt nhạc thôi á mọi người. Nhớ cái Camry lắm. Cái chiếc Camry của mình à, lúc đó là mình mua nó là full option đó mọi người. Cho nên là mình thích lắm. Từ nó lúc đó mình mới có bằng lái á, mình mua full option để cho nó hỗ trợ mình đủ thứ gì mình sợ á, mình còn yếu á. Nó hỗ trợ mình đủ thứ hết. Cả ram, camera trước, camera sau, trái phải, có cả về hỗ trợ thắng luôn. Còn cái này ấy thì nó được một cái nó rộng, cửa lùa, thấy cũng tiện cho mấy đứa nhỏ đi chơi xa hoặc là leo lên leo xuống cả nhà. Thì bây giờ cũng không biết sao nữa, vân vân quá. Chiếc này thì nó không có bằng option cho chiếc Camry của mình nha mọi người. Nhưng mà được một cái nó rộng thôi nên là bây giờ đổi chiếc xe của mình hồi lúc đó mình mua là 40.000 gần 41.000 mọi người. Hôm nay thì mình đổi chiếc này thì giá nó cũng ngang giá nhau luôn, cũng 41 luôn, nhưng mà họ thu lại chiếc xe mình do mình đi mình mua cách đây được 3 năm rồi á, nên họ thu lại 32.000. Cho nên bây giờ mình có thể là mình sẽ bù lại thêm á 8.000 nha cả nhà. Bây giờ đổi chiếc này mấy anh khoái hơn. Thôi kệ nó đi, buồn với chiếc Camry, nhớ chiếc Camry của mình quá. Nhưng mà thôi kệ. Mình đã vô tới hãng Toyota nha cả nhà. Bây giờ mình vô mình check lại với chiếc xe. Xe của chúng nó đi giờ đâu rồi? Đâu rồi, dòng này kia chứ giờ chỗ đậu. Trong đây không còn chỗ đậu luôn. Buồn ý chiếc xe của mình ghê. Chưa hết chỗ đậu nữa nha, hôm kia đâu trước xong nó hết chỗ, còn chỗ nào đậu đâu. Em của mình còn nằm đây. Bạn lấy không còn không? Lấy. À, khỏi cũng được. Nó chậm gì chưa? Đổi Camry lấy chiếc này nè. Chiếc xe mới này là 41.000 nè cả nhà. Mình thổi lại chiếc xe mình 32.000. Đó, cái anh Camry đổi lấy cái anh Seven này nè. Nâng giá lên bù lại 8.000 mấy nè. Mua thêm gói bảo hiểm 2.700 nữa, 2.690 nữa. Ngồi đợi có được cái ly nước suối với lợ cà phê uống nha cả nhà. Lấy cà phê bốc con không? Bốc con không? Bốc con nữa. Ừ.
ở đời của xe này vừa dùng điện vừa dùng xăng, cho nên nó có nhiều cái chức năng mình mới mình chưa có sử dụng, mình chưa quen. Giờ mình tới nơi set up, anh chỉ đi em nhớ. Ồ quá này cứ quen xe kia cái chờ tiếng máy xe này nó đâu có tiếng máy đâu. Đúng rồi. Cái này thì em biết mà phải không? Ờ, kéo ra thôi chứ không kéo có bấm, không bấm rồi, hả? Nó được chứ vậy nè. Đó, bấm để nó lên cái này. Set up cái remote. Remote chuột. Cái remote được, biết có chưa? Em hồi sáng em thấy nó báo là ST cái ấy mà. Connecting to the emergency call center. Cancel, please press the button again. Nhỏ lại xíu. Calls may be recorded and monitored for quality purposes. Are you in need of fire, police, or medical assistance? Please say yes or no. No. To properly route your call, please say roadside, enrollment, or goodbye. Enrollment. Please hold while I connect you to a response specialist. Hello, my name is Carmen. How may I assist you? Yeah, hi, my name is Kevin Dunn. I'm with a guest right now. Try to set up the remote connect for the guest. Okay, no problem. Would you please help us out? I tried to do it, but they said that the network connection is unavailable. Okay. Please try it again later. Okay. So, let me see. It's giving me an error message on my screen. Unable to sync data. I'm gonna see if it lets me correct it then. And then we try to get the authorization code to put in there. So give me one second. It's giving me an error message as well on my end. So I'm gonna see if it lets me correct it. Okay. Cho người lại giúp. Là lúc đỏ đó, là tô vô tay nó cho người lại giúp. Mà cái đó mình có hàng năm mình có phần đóng phí gì hay là nó tự động hả cô hả? Cái này nó cho mình hình như mấy tháng rồi nó bắt trả tiền rồi đúng không? Cái đó mình tự động mình không ấy nữa, tự động nó cấp các em thôi. Ủa nó remote đó hả? Không, cái nhạc á. Nhạc kia nè. Remote thì một năm. Một năm xong mình trả tiền, 80 một năm. Ừ. Một năm đầu tiên nó cho mình free. Năm thứ hai là trả tiền 80. Dụ quá. Dụ đâu, 80 mà. 80 cũng được. Cái phone này của mình một tháng nhiêu rồi. Nói chung cũng cái mình đi gắn cái mod hết mấy trăm rồi. Rồi giờ gắn cái mod mới. Trời cái 8 đồng một tháng. 80 là luôn cả cái gọi thẳng cấp này luôn nè, SOS luôn nè. Ồ vậy đó. Ở đây cho con nít nè, cho con. À ở sau. Chơi quá trời xi nè, lỗ cắm tùm lum hết rồi. Trên đây còn cần cái gì nữa không? Mấy cái này em biết set up gì. Cứ bình thường thôi. Giống như cái Camry. Camry em đi mới có mấy tháng à. Nó quá. Ông đi sửa, ông đi kiểm tra, ai ngờ ông đi lấy cái này về đó. Quá sướng luôn mà gì nữa. Cái chuyện mới là, đi. Có, chuyện này là về gia đình đi chơi vacation anh này kia rồi. Bạn kêu bạn nhớ chứ Camry. Ông chở, ông chạy về ông dụ em á. Đâu dụ đâu. Ông về em lại chơi, ông lo cho gia đình mà dụ đâu mà. Dạ, cảm ơn anh. Đây. Giờ đổi lại là cái anh này nè mọi người. Ôi lạnh quá luôn á, lạnh mà anh muốn đóng băng cái điện thoại, anh không muốn chạy luôn á. Giờ mình đổi chiếc này nha cả nhà, cũng của Toyota luôn. Nhưng mà nhớ chiếc Camry quá mọi người ơi, mình đi được có mấy tháng rồi. Giờ mình lại đổi lên này. Chào tạm biệt, chào tạm biệt Camry, rước em này về.